Các em tiến hành thực hành cái bài tập thứ tư là tạo wheel dựa trên query 3 tính lương của giáo viên. Thì ở cái query 3 mình đã thực hành rồi thì mình đã tính được là tổng giờ của giáo viên. Thì ở đây là thêm một cái cột là tiền lương thì bằng tổng giờ nhân cho cái trường phiêu phiêu lương này nè, trong nằm trong bảng học hàm. Thì để thực hành cái câu 4 này dựa trên câu 3 thì đầu tiên thì chúng ta nhấp chuột phải cho copy cái câu 3, cho chọn tabat đây ra thì ta đặt tên nó lại là câu 4 câu 4 ha. Thì chúng ta design nó lên thì chúng ta tiến hành là tính lương tiền lương thì bằng tổng giờ nhân cho học hàm. Trong cái bảng học hàm này có cái bảng lương, cái phiêu lương, cái trường lương, thì mình mở cái bảng học hàm đi. Thiếu bảng học hàm thì các em thêm vào trong cái bảng học hàm cho thầy. Trong học hàm này nó có lương thì mình thực hiện, mình tính toán giống như là cái câu 3, thì mình tiến hành mình tính là tiền lương là bằng tổng giờ nhân cho lương. Tại do lương ở đây là có một trường duy nhất không trùng tên thì chúng ta có thể là ghi trực tiếp vào luôn cũng được. Tổng tiền lương 2 chấm tổng giờ, các em nhớ 2 chấm à, tổng giờ nhân cho lương. Thì chúng ta có thể ghi như vậy là lý do là cái trường lương này nè nó là duy nhất, thì chúng ta ghi như vậy nên thì nó vẫn hiểu. Chúng ta view nó lên tổng giờ nhân cho lương, ok. Chúng ta tính được cái tiền lương. Thì câu 3 thì nó dựa vào trong câu 2. Cái trường của nó là duy nhất, do đó mình ghi lên thì nó vẫn hiểu là cái lương này nè nằm ở trong bảng học hàm. Chúng ta thực hiện hoàn thành bài tập 3 giúp thầy. Bài tập 4 giúp thầy. Cái kết quả chúng ta đạt như thế này là đúng. Chúng ta tiến hành thực hành bài tập.